Có Phật tử hỏi rằng: Con bạch thầy, con có một thắc mắc muốn hỏi thầy là khi chúng ta còn ý thức biết phân biệt trái phải, khi mất đi thì sẽ khác. Còn những người già mà bị lẫn, họ không phân biệt được thực hư như nào, thì khi mất họ sẽ như thế nào ạ? Con mong thầy giải đáp giúp con. Cũng như một giấc mơ. Có giấc mơ bạn sẽ gì? Tỉnh dậy bạn sẽ nhớ. Nhưng có giấc mơ bạn tỉnh dậy bạn liền quên hết, không nhớ được. Tương tự như vậy, con người ta khi mất đi, không cứ phải là khi già trí tuệ nó gì, nó lu mờ, nó lu lẫn đi, mà đến khi chết nó quên hết. Cũng không phải là người gì, người còn trẻ còn minh mẫn mất đi chúng ta nhớ được hết. Đây là bất định pháp, không có pháp cố định ở trong này. Cho nên không thể trả lời câu hỏi của bạn này một cách gì, một cách là minh bạch và tường tận ở trong câu hỏi này bằng bất cứ một gì, một khía cạnh, một hình thức nào đó. Nó tùy gì, đây cái là trường hợp này, tùy theo những trường hợp, những nhân duyên, những cái nhân quả của vị đó gì gieo trồng. Có những vị tuổi già gì nó lú lẫn, nhưng mà sau khi chuẩn bị mất, vì đó lại được đồng tu dạy cho cách niệm Phật, và niệm Phật một cái gì nhất tâm thì trước khi mất vị đó gì được nhất tâm, cho nên trí tuệ khai mở, một lòng hướng Phật, vì đó có thể đới nghiệp vãng sinh. Khi đới nghiệp vãng sinh một cái thì về Tây Phương Cực Lạc thế giới, hay về cõi tịnh độ của mười phương chư Phật, trí tuệ của vị đó liền gì, liền được khai mở. Giống như là chiếc bóng đèn chúng ta thắp từ lâu bị ám muội, nay gì được người gì, người lấy ra và lau qua một vài vòng, đem chuộc vào, ánh sáng liền tỏa ra. Trường hợp này phải nói đi, đời trước kiếp trước họ cũng là gieo trồng đại phúc đức, đại nhân duyên với Tam Bảo, với Phật Pháp, với pháp môn tịnh độ rồi, và các pháp môn tu ở trong nhà Phật rồi. Cho nên trường hợp này có thể khi già, khi bệnh, họ quên đi, họ lú lẫn đi. Nhưng mà khi sắp chết, họ được đồng tu đến gì? Dạy cho tu tập, dạy cho niệm Phật. Họ lại khởi được cái thiện tâm, nhất tâm niệm Phật, trí tuệ gì? Họ dần dần được gì? Được khai thông. Giống như một cái ống cống mà các quý vị, tôi lấy một cái ví dụ như vậy. Một ống cống nó bị tắc, nó bị cái hoàn đá to, nó hoặc hoàn đất to nó chèn vào tắc, và gì những cái cây cỏ râm rêu như tắc lại, và tất cả nó tắc lại, nước nó không thoát đi được, và gì những cái ứ bẩn nó gì, nó đẩy lên. Thì người già hay là người mất trí tuệ, người do sức khỏe mà trí tuệ quên đi, nó cũng tương tự như vậy. Nó bị tắc một cái gì, một cái gì của dây thần kinh, nó cái gì, một vài cái đường huyết nó dẫn vào gì, dẫn vào cái bộ não của chúng ta, cho nên đường huyết nó không dẫn vào đủ, cho nên tạm thời trí tuệ chúng ta nó bị lu mờ đi. Cũng giống như cái cống kia bị tắc, và cái nước bẩn nó gì nó ứ lên, nay đem thông đi một cái thì nó liền chảy hết ngay. Tương tự như vậy, khi mà chúng ta thì cái nghiệp chướng của chúng ta sinh ra gì, ra bệnh tật, có sinh, có già, có bệnh và có chết, sinh ra bệnh tật, già nua sẽ có bệnh tật, trí tuệ chúng ta giảm dần đi. Đấy, cái ví dụ nó cũng giống như là cái lúc này nghiệp bệnh già, nghiệp già và nghiệp bệnh nó đến, giống như là cỏ già và bụi bặm nó chảy một lúc quá nhiều vào cái ống cống bé bé đó, và nó tắc lại thì đương nhiên cái bẩn nó gì, nó nước bẩn rồi, chất bẩn nó sẽ tồn đọng lại đó, nó sẽ dâng lên, mùi hôi thối sẽ gì nồng nặc. Và con người ta cũng tương tự như vậy, nghiệp chướng, bệnh chướng, báo chướng, phiền não chướng, có thể nó đến với cái lúc già, lúc bệnh, trí tuệ lu mờ, nhưng được khai thông nó sẽ được thoát ra. Con người có khi đang trẻ, đang khỏe, nhưng có khi đùng một cái thì lăn đùng ngã ngửa ra bệnh, và gì mất trí nhớ, thậm chí gì chết luôn, gọi là bất đắc kỳ tử đó. Thì trường hợp này có thể đấy, đang bình thường nhưng mà do nghiệp báo quá nặng, phúc báo hưởng gì hết rồi, nghiệp chướng đến nơi, bất chợt chết một cách bất đắc kỳ tử, tai nạn ô tô, xe máy, rắn cắn, hổ vồ, vân vân chẳng hạn đó. Cho nên trường hợp này, những trường hợp này gọi là gì? Từ sáng vào tối,
hoặc là những trường hợp gì, có những trường hợp sống cuộc đời cực xấu cực ác, nay bị quả báo gì đọa lạc luôn, gọi là từ tối vào tối. Nhưng cũng có trường hợp gì, lúc còn sống thì có thể bệnh tật, trí nhớ lu mờ, nhưng khi sắp chết thì gặp được Phật pháp, tín tâm tu hành, gọi là gì, từ tối ra sáng. Cũng có những trường hợp từ khi sinh ra cho đến khi lớn lên gặp được Phật pháp, liền khởi tín tâm, phát nguyện xuất gia hoặc ở tại gia tu hành tinh tiến chân chính, cho đến gì, khi tuổi tuy già, thân tuy già, tuổi tuy già, nhưng trí tuệ gì minh mẫn, cho đến gì, cho đến lúc gì, vãng sinh, cho đến lúc gì, nhập niết bàn. Thì trường hợp đó gọi là từ sáng vào chỗ sáng, từ sáng đi vào chỗ sáng, không trải qua chỗ tối nào. Những trường hợp này thì rất ít xuất hiện ở thế gian này đó. Trừ những trường hợp thì Phật Bồ Tát tái lai, hoặc là những người có đại phúc đức, có đại nhân duyên xuất hiện ở thế gian để làm mô phạm gì cho mọi người, thì mới chúng ta mới gặp được, mới thấy họ xuất hiện ở thế gian, còn lại thì rất là ít. Cho nên ở đây câu hỏi của bạn này thì phải nói là thầy chỉ nêu vài cái ví dụ như vậy, còn trả lời chính thức thì thật là khó. Vì pháp này, pháp bạn hỏi chính là gì? Bất định pháp, chứ không phải là gì? Là định pháp. Cho nên không thể trả lời bất định pháp theo một cách nào đó để làm cái chuẩn mực được.